bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 8 tháng 3, thứ sáu tuần 3 mùa chay. Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa ngài: thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài ngươi chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Nhớ đến Chúa trước tiên. Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến người. Có người than phiền rằng kênh YouTube Sống Theo Lời Chúa TV chẳng có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ cái điệp khúc yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu nhau, yêu người. Ông Tư trả lời: nếu ai muốn có cái mới thì cứ hãy làm mới lại tình yêu Chúa, làm mới lại tình yêu giáo hội, làm mới lại tình yêu nhau trong gia đình, làm mới tình yêu tha nhân, tình yêu đồng bào đi. Chuyện tình yêu không bao giờ là xưa cũ cả. Tình yêu luôn mới, tình yêu làm cho chúng mình luôn mới. Sống Theo Lời Chúa TV cảm ơn ông Tư, vì ông đã thấu hiểu thành ý của những người làm chương trình. Bởi với người Công giáo, chu toàn hai giới răn quan trọng là kính mến Chúa, yêu thương người, là chu toàn cả lề luật Chúa và hội thánh. Có người buổi sáng thức dậy nhớ đến Chúa trước tiên, nhưng cũng có rất nhiều người nhớ đến chuyện bạc tiền, công việc. Mùng 4 Tết, bà Bốn thức dậy sớm đọc kinh trước bàn thờ. Bà bỗng buồn khi nghe vợ chồng con út chưa dậy khỏi giường đã nói với nhau: sáng nay uống cà phê ở quán nào anh? Khi các con đi cà phê về, bà gọi con út nói: buổi sáng thức dậy nhắc chồng con nhớ đến Chúa trước tiên, làm dấu thánh giá trên mình, dâng ngày cho Chúa, chứ không phải nói chuyện cà phê đâu nhé. Nghiền Chúa trước tiên đi, rồi nghiền gì thì nghiền. Luôn tin vào Chúa, luôn trông cậy Chúa, luôn yêu mến Chúa, luôn nhớ đến Chúa và tín thác vào Chúa. Đó là chìa khóa vàng của người tín hữu để khởi đầu đức yêu người. Người không kính mến Chúa thì việc yêu thương người cũng không chắc là có ý hướng siêu nhiên, tốt lành như ý Chúa muốn. Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự, yêu giáo hội, yêu nhau, yêu người như Chúa yêu. Amen. Lạy Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức, xin cầu cho các gia đình chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, để cùng nhau nên trọn lành như lòng Chúa ước mong. Chào tháng 3,
Chào Kinh Thánh Giuse Công Chính. Chào mùa chay tình để trở về với lòng Chúa xót thương. Ước gì các gia đình sẽ noi gương công chính của Thánh Giuse mà trở về với Thiên Chúa, trở về với những khát vọng siêu nhiên, trở về với niềm vui bình an, hạnh phúc của gia đình. Lạy Thánh Giuse, chúng con vui mừng và tạ ơn giáo hội vì giáo hội đã dành riêng cho chúng con tháng 3 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đức công chính của người. Người đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, nên người thinh lặng và âm thầm để cho Thiên Chúa thực hiện nơi người công trình cứu chuộc nhân loại. Nhờ ân sủng Thiên Chúa, người đã nên đấng có thần thế trên trời, và lời cầu xin của người luôn được Thiên Chúa chấp nhận. Xin cầu thay nguyện giúp cho các gia đình và con dân đất Việt được an vui trong niềm tin cậy mến Chúa, để giữa bao nguy biến, mọi nhà luôn tràn đầy phúc lộc Chúa ban và mọi nhà dâng lời ca tụng Chúa. Xin tạ ơn Thánh Giuse, tạ ơn Thánh Giuse. Amen. Lạy Thánh Giuse, đấng sang trọng bơi dòng David, sự sáng các thánh tổ tông là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Người đã ân cần gìn giữ Đức Kitô con Chúa, đã cai quản thánh gia thật xưa. Ôi người nhân đức cao vời. Thánh tình công chính, người nếu gương sáng hy sinh, lòng người quý yêu khó nghèo. Người đã âm thầm làm vinh sáng danh nhà David, đã nâng đỡ thất gia chúng con. Ôi người nhân đức cao hơn. Thánh Giuse, đấng che chở ai nguyện trinh khiết, vui an ai mắc gian nan, liệt lao ước mong sinh thì. Là thánh quan thầy, hội thánh Đức Kitô con Chúa, với quyền Chúa ban cho người. Ôi người vì thế khôn hơn. Chuyện nghĩa, chờ hoàn toàn tin chân nghĩa.
con nhé.